Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đã có văn bản số 1620/UBND-TNMT phản hồi về phóng sự Hà Nội bỏ mặc cụm công nghiệp làng nghề, hàng trăm nhà xưởng đua nhau bức tử chân đê sông Hồng, phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày 8 tháng 8 năm 2022. Theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng thừa nhận do thiếu mặt bằng sản xuất nên một số hộ đã xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp dọc chân đê qua xã Liên Hà, Liên Trung để chế biến gỗ, sản xuất đồ gỗ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, trước đó, ngày 18 tháng 7, đơn vị đã ban hành kế hoạch số 182/KH/UBND thực hiện chỉ thị số 13/CTTU và chỉ thị số 14/CTTU ngày 2 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quản lý khai thác khoáng sản, công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Liên Trung, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà tập trung xử lý dứt điểm 84 trường hợp vi phạm, Liên Trung 28 trường hợp, Liên Hà 56 trường hợp tại khu chân đê quay xã Liên Hà, Liên Trung xong trong năm 2022. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Liên Trung, Liên Hà thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 84 trường hợp theo quy định. Được biết, theo kế hoạch số 182/KH/UBND trong quý 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà tập trung xử lý giải tỏa xong 58 trường hợp vi phạm khu chân đê quai Liên Hà. Ủy ban Nhân dân xã Liên Trung tập trung xử lý giải tỏa xong 28 trường hợp vi phạm khu chân đê quai xã Liên Trung. Trong quý 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà tập trung xử lý giải tỏa xong 60 trường hợp vi phạm khu Trũng Phan. Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.